sự bùng nổ của đại dịch COVID-19 vào đầu năm 2020 đã làm gián đoạn cuộc sống, lịch trình làm việc và thói quen chăm sóc sức khỏe của hàng triệu người. Hai nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Tim Mạch và Tuần Hoàn Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng nó cũng dẫn đến tăng huyết áp, có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe. Trong nghiên cứu đầu tiên, các phép đo huyết áp tại nhà được phân tích cho 72.706 người tham gia chương trình tăng huyết áp sức khỏe kỹ thuật số. Các phép đo từ trước đại dịch tháng 1 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020 được so sánh với các phép đo được thực hiện trong thời kỳ đại dịch tháng 4 năm 2020 đến tháng 8 năm 2020. Trong đại dịch, những người tham gia đo huyết áp của họ thường xuyên hơn và huyết áp tâm thu trung bình, huyết áp tâm trương và huyết áp động mạch trung bình đều tăng. Ngoài ra, tỷ lệ người tham gia nghiên cứu bị huyết áp được phân loại là tăng huyết áp không kiểm soát được hoặc tăng nặng không kiểm soát được. Nghiên cứu thứ hai theo dõi 464.585 người tham gia đăng ký chương trình chăm sóc sức khỏe do nhà tuyển dụng tài trợ từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 12 năm 2020. Trong khi huyết áp vẫn ổn định trong các năm 2018 và 2019, tác giả chính của nghiên cứu đầu tiên, tiến sĩ Eric Peterson, lưu ý rằng đại dịch khiến người Mỹ ăn nhiều hơn, uống nhiều hơn và tập thể dục ít hơn, điều này có thể giải thích cho việc tăng huyết áp. COVID-19 cũng khiến việc gặp bác sĩ và điều chỉnh thuốc trở nên khó khăn hơn. Điều này có thể đã góp phần gây ra vấn đề này. Hơn nữa, căng thẳng có liên quan đến tăng huyết áp và mức độ căng thẳng cùng với tỷ lệ lo âu và trầm cảm tăng trong đại dịch. Huyết áp tăng dẫn đến nguy cơ đột quỵ, đau tim và suy tim cao hơn. Sự gia tăng được thấy trong các nghiên cứu này là tương đối khiêm tốn, nhưng chúng có thể có tác động lớn đến tỷ lệ các vấn đề về tim và đột quỵ ở cấp độ dân số. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.